Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Thượng tướng Alvaro López Meira, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao quan hệ hợp tác chặt chẽ nhiều mặt giữa Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba với Bộ Quốc phòng Việt Nam trong thời gian qua. Chúc mừng kết quả hội đàm giữa hai bộ trưởng, góp phần định hướng quan hệ hợp tác quốc phòng thời gian tới ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực hơn, khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ quốc phòng hai nước tiếp tục củng cố và phát triển, là trụ cột và hình mẫu trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, góp phần vào việc thúc đẩy hợp tác song phương ở tất cả các cấp độ nhằm đem lại lợi ích cho cả hai nước. Cùng với đó, hai bên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, duy trì quan hệ hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, phong trào không liên kết, nâng cao hiệu quả hợp tác song phương thông qua các cơ chế hợp tác đã có. Trước mắt, phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba khẳng định, Cuba luôn luôn giữ gìn, vun đắp mối quan hệ bạn bè truyền thống, hữu nghị đặc biệt với Việt Nam. Cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Việt Nam đối với công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước của Cuba, trong đó có ủng hộ nghị quyết của Liên Hợp Quốc chống bao vây, cấm vận Cuba, hỗ trợ phát triển nông nghiệp tại Cuba. Đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp Việt Nam góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam-Cuba ngày càng mở rộng. Bộ trưởng Alvaro López Meira cho biết sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ ngành liên quan của Việt Nam thực hiện hiệu quả các nội dung hai bộ đã thỏa thuận và các ý kiến mà các lãnh đạo cấp cao Đảng Nhà nước Việt Nam và Cuba chỉ đạo. Hôm nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường và thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng. Thảo luận tại hội trường về dự án luật viễn thông sửa đổi. Trong buổi sáng, các đại biểu tập trung vào các vấn đề như quyền tham gia hoạt động viễn thông, quyền được đảm bảo an toàn viễn thông cho cả bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp viễn thông, kết nối và chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông, bảo mật thông tin cá nhân, quản lý SIM rác, thông tin thuê bao và dịch vụ thông tin khẩn cấp. Đặc biệt là việc mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các lĩnh vực mới như dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet, OTT, dịch vụ trung tâm dữ liệu và dịch vụ điện toán đám mây. Chính sách, điều kiện kinh doanh, quản lý đối với các dịch vụ mới. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật căn cước công dân sửa đổi. Các nhóm vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận bao gồm tên gọi của dự thảo luật, nguyên tắc quản lý căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước, trách nhiệm của cơ quan quản lý căn cước, quyền và nghĩa vụ về căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước, người được cấp thẻ căn cước, việc cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi. Đặc biệt là vấn đề khai thác bảo mật thông tin cá nhân khi tích hợp vào thẻ căn cước công dân. Trong ngày hôm nay, Quốc hội cũng đã biểu quyết và thông qua luật giao dịch điện tử sửa đổi. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân thông qua nghị quyết về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phân bổ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các chương trình mục tiêu quốc gia. Nghị quyết về thành lập các đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội và việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. Cuối giờ chiều nay ngày 22 tháng 6 tại nhà Quốc hội, Ban tổ chức Hội nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tổ chức phiên họp lần thứ 2 nhằm đánh giá triển khai tiến độ công tác chuẩn bị hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, trưởng ban tổ chức hội nghị chủ trì phiên họp. Dự kiến hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 sẽ có 4 phiên thảo luận chuyên đề, gồm đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững kể từ tuyên bố Hà Nội năm 2015 và tầm quan trọng ngày càng tăng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy quá trình hướng đến các mục tiêu về kinh tế, xã hội và môi trường, thúc đẩy chuyển đổi số vì nền kinh tế xanh, công bằng và có khả năng chống chịu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp vì nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai và thúc đẩy sự tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững. Phát biểu chỉ đạo phiên họp chuẩn bị, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đây là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa và tầm quan trọng vô cùng to lớn. Do vậy, yêu cầu các tiểu ban khẩn trương triển khai đề án chi tiết kế hoạch chuẩn bị cho hội nghị, đồng thời yêu cầu chú trọng lồng ghép thông điệp về đất nước, con người Việt Nam, tạo sức lan tỏa tới truyền thông quốc tế, phối hợp chặt chẽ với IPU để truyền tải hiệu quả nội dung và thông điệp của Việt Nam.
Nhân dịp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, chiều nay tại Hà Nội, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng đã có buổi tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Tài chính Hàn Quốc Cho Kyung Ho. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Hiện Hàn Quốc đang giữ vị trí số 1 về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, lũy kế đạt 82 tỷ đô la Mỹ. Thời gian tới, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế theo hướng cân bằng, bền vững cùng có lợi. Phó Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc tạo điều kiện thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông thủy sản là thế mạnh của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc, kết nối hợp tác doanh nghiệp hai quốc gia để hàng hóa Việt Nam tiếp cận rộng rãi hơn tại thị trường Hàn Quốc. Việc này sẽ góp phần giúp hai bên sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ và hướng tới mục tiêu 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Phó Thủ tướng Hàn Quốc Cho Kyung Ho cho biết, chuyến thăm tới Việt Nam lần này của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol là chuyến thăm đầu tiên tới nước Đông Nam Á. Điều đó thể hiện Hàn Quốc luôn coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Thời gian tới, Hàn Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Hôm nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an tổ chức họp báo cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí tình hình công tác phòng chống ma túy 6 tháng đầu năm 2023, nhân tháng hành động phòng chống ma túy. 6 tháng đầu năm 2023, tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp ở khu vực Đông Nam Á đang diễn ra nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng. Tại Việt Nam, diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến trọng điểm. Tuyến Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam, tuyến đường biển, đường hàng không, bưu điện. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tăng cường công tác nắm tình hình, bám tuyến, bám địa bàn đấu tranh với các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, liên tuyến, liên tỉnh với số lượng lớn. Các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy trong nội địa và đạt được nhiều kết quả nổi bật, như phối hợp các lực lượng chức năng đấu tranh khám phá thành công hơn 13.000 vụ, bắt giữ hơn 20.000 đối tượng, thu giữ hơn 312 kg heroin, hơn 1,6 tấn, gần 900.000 viên ma túy tổng hợp, 174 kg cần sa, hơn 400 kg cocaine, đã khởi tố hơn 10.000 vụ, gần 20.000 bị can, bắt, vận động đầu thú, thanh loại 186 đối tượng truy nã về ma túy. Riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tổ chức đấu tranh thành công 38 vụ, 121 đối tượng, thu giữ hơn 85 kg heroin, gần 400 kg và gần 200.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 300 kg cocaine, đã khởi tố 6 vụ, 42 bị can. Ngày 22 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức công bố hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện, triển khai các tiện ích từ căn cước công dân gắn chip và phát động đợt cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh. Qua báo cáo sơ bộ, tính đến hết ngày 12 tháng 5 năm 2023, Lâm Đồng đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho gần 1.150.000 công dân đủ điều kiện, hoàn thành 100% chỉ tiêu do Chính phủ và Bộ Công an giao, vượt 48 ngày so với thời gian Bộ Công an yêu cầu. Đây là kết quả có ý nghĩa hết sức quan trọng, là tiền đề đẩy nhanh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tại buổi lễ công bố, tỉnh Lâm Đồng đã phát động cao điểm thu nhận, kích hoạt định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu, vượt thời hạn đề ra.